chào cả nhà nha. Tụi mang chiếc nhà bông xin chào cả nhà. Và hôm hổm rài thì em có bán cái lô đại lộc á cả nhà. Đại lộc chơi Tết, đại lộc mini chơi Tết. Nụ rất là nhiều luôn nha. Thì 301 cặp, hôm nay em hết cái loại đó rồi nha cả nhà. Thì hôm nay em tiếp tục về một cái lô đại lộc mới nha. Một cái lô đại lộc mới của vườn nhà em. Thì cái này khác với cây kia thì em đã dựng ngọn hết rồi nha. Nhìn nó giống như tán thông nha cả nhà. Đây, cây thì nụ rất là nhiều, nụ rất là chi chít luôn á cả nhà. Nụ chi chít luôn nha, nụ chi chít. Và đây, em sẽ cho cả nhà xem những cái bộ đế nha. Nói chung là các cái cây đều được xử lý đế hết. Mình đều cái này em nuôi cái phân nó hơi sâu cho nên là hơi khó dạch để cho cả nhà nhìn nha cả nhà. Thì đặc biệt là cái rễ nó đã quấn rễ hết, cây nào cũng xử lý đế hết nha. Không biết cả nhà có thấy không ta. Đây, xử lý đế hết nha cả nhà. Cây nào cũng xử lý đế hết nha. Và cái chiều cao của nó này, chiều cao của nó, em xin đo chiều cao nha. Tầm khoảng 2 tấc 8 đến 3 tấc nha cả nhà. Tầm khoảng 2 tấc 8 đến 3 tấc. Thì cái lô này á, là nụ cũng rất là nhiều, nụ kim tạo rất là nhiều rồi nha cả nhà. Và đặc biệt là em dựng cái ngọn rồi cho nên nhìn cái tán thông rất là đẹp luôn nha. Và cái lô này thì em bán với giá chỉ có 300 ngàn một cặp, bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi em sẽ lên thêm cây số 2 cho cả nhà xem. Rồi, cây này là cây số 2 nha. Đây, cây này nó có cái rễ nằm ở phía trên này này cả nhà, cho nên em cho cả nhà xem nha. Cái rễ nằm ở phía trên này đây. Đó, cả nhà thấy không? Cây nào cũng được xử lý đế hết nha. Và đặc biệt là cái nụ kim rất là nhiều, nụ kim chi chít luôn. Đây, em sẽ cho cả nhà xem. Đó, nụ rất là nhiều nha cả nhà. Rồi, thì cái cây này chiều cao nó cũng như vậy nha. Chiều cao nó cũng tầm khoảng 2 tấc 8 đến 3 tấc nha. 2 tấc 8 đến 3 tấc. Cái này thì cây này em cũng đã dựng ngọn nha. Dựng cái ngọn như thế này ha. Thì cây này em bán với giá là 300 ngàn một cặp như thế này nha. Bao cái phần chuyện cho cả nhà luôn. Khi đến nhà thì mọi người chỉ cần thanh toán 300 ngàn thôi nha. Còn nếu như mà ai lấy 3 cây á, thì em sẽ giảm xuống còn 20 ngàn. Ví dụ như 3 cây 450 thì sẽ còn 430 nha cả nhà. Nói chung là em có ưu tiên ưu đãi cho những khách mua nhiều nha. Còn nếu mà mua 10 thì em sẽ tặng 1 luôn. Rồi đây là đại lộc nha cả nhà. Đại lộc thì cái cánh hoa của nó là từ 5 đến 49 cánh. Và đặc biệt là cái hàng đại lộc thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ bị đốc, bị đốc ra 5 cánh. Tuy nhiên thì cái số lượng đốc thì cũng rất là ít ha. Cho nên là cả nhà cũng yên tâm. Bởi vì cái cánh hoa của nó thì đa số là cánh hoa dày và rất là nhiều cánh và đặc biệt hoa rất là to nha. Rồi đây, đây là gạch đại lộc giá 300 ngàn một cặp, bao phí vận chuyển cho khách luôn nha. Xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông ạ. Xin cảm ơn cả nhà.